Xin kính chào tất cả anh em quay trở lại kênh của Việt Vinh Audio. Và trong clip ngày hôm nay, ngày 20 tháng 6, Việt Vinh xin giới thiệu đến anh em một cặp loa kiểm âm rất là hay đến từ nước Đức. Cặp loa kiểm âm này của hãng Hansan và model của cặp loa này là Studio 50A. Và bây giờ thì Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cặp loa này, một cặp loa kiểm âm đến từ nước Đức. Đầu tiên thì đây là chiếc loa bên trái và ê căng của nó. Đấy, rất là đẹp. Ê căng của nó là khung bằng gỗ. Và đây là ê căng chiếc loa bên phải. Cũng ê căng bằng gỗ. Và như tất cả chúng ta đang nhìn thấy trước màn hình thì cặp loa này nó sở hữu hai đường tiếng. Ở phía trên là một chép trung đôm rất là to. Và phía dưới là một bát 20. Gân của nó là gân vải và ở ngoài thì phủ một lớp keo. Và bát của nó là bát 20. Ở chỗ này thì có hai cái râu, hai cái râu đối xứng. Tất cả những con lốc của con viên này chưa được mở ra bao giờ cả. Và đây là chiếc loa bên phải. Sử dụng một chép trung đôm rất là to và một bát 20. Ở ngoài thì phủ một lớp keo ở phần gân này. Gân này là gân vải. Màng của nó là màng lông anh em nhé. Hai cái râu đối xứng. Và chúng ta có thể nhìn cái phần nón loa này, chúng ta có thể nhìn được cái côn loa ở phía trong. Ở trên là một lỗ thông hơi. Và xung quanh thùng vách của cặp loa này thì được lạng bằng gỗ. Cặp loa này thì có vẻ đẹp, vuông thành sắc cạnh, không có sứt mẻ một cái gì. Còn đây là phần mặt sau của cặp loa Hansan Studio 50A. Rất là đẹp. Kích thước của cặp loa Hansan Studio 50A này nó có kích thước chiều ngang là 26 cm. Chiều cao của cặp loa này nó có chiều cao là 45 cm. Và chiều sâu 25 cm. Một cặp loa rất là đẹp, có một chất âm cực kỳ tuyệt vời. Chất âm của những cặp loa kiểm âm đến từ nước Đức nó luôn cho chúng ta một chất âm sạch sẽ, chi tiết, mộc mạc và không có nịnh tai. Đấy là những cái đặc trưng của những cặp loa kiểm âm đến từ nước Đức. Và bây giờ thì như thường lệ, xin mời tất cả anh em chúng ta cùng lắng nghe chất âm của cặp loa này. Giấc mơ hương nồng.
Anh em vừa nghe qua Việt Vinh giới thiệu về cặp loa kiểm âm đến từ nước Đức, cặp loa của hãng Hansan Studio 50A. Và chất âm thì anh em vừa nghe rồi, một chất âm cực kỳ tuyệt vời. Và cũng như hình thức anh em vừa xem qua, đây là một cặp loa rất là đẹp, chất âm rất là hay. Và giá bán cặp loa này Việt Vinh cũng bán với giá rất là tốt, với giá 5.800.000 đồng. Anh em nhanh tay sở hữu. Đây là một cặp loa kiểm âm đến từ nước Đức. Và số điện thoại mà anh em cần liên hệ đó là số 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em. Anh ngọt ngào.